Nếu trong và ngoài nước Latvia đã mở cửa vào hôm nay để đón gần 1,5 triệu cử tri nước này đi bầu cử quốc hội khóa 10. Trong tổng số 13 chính đảng và khối ra tranh cử vào quốc hội khóa mới của Latvia, dư luận đánh giá chỉ có 4 chính đảng cánh hữu và 2 chính đảng bảo vệ lợi ích của người gốc Nga là có khả năng đắc cử. Trong đó, chính đảng lớn nhất Trung tâm Hòa hợp SC có thể về nhất với hơn 21% số phiếu ủng hộ và khối đoàn kết của Thủ tướng Vadis Dombrovskis có thể giành hơn 19% số phiếu ủng hộ. Tổng cộng có 1.234 ứng cử viên ra tranh cử vào quốc hội một viện gồm 100 ghế của Latvia. Có 78 quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cùng gần 10 nước Đông Âu đã tới Latvia để trực tiếp theo dõi cuộc bầu cử này. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ giờ địa phương cùng ngày, tức 0 giờ đêm nay giờ Việt Nam. Hôm qua, Tổng thống Latvia, ông Vandis Zatler đã kêu gọi cử tri nước này tích cực đi bỏ phiếu để làm tròn trách nhiệm công dân. Còn Thủ tướng Dombrovskis tuyên bố, ba chính đảng tham gia liên minh cầm quyền gồm Thống nhất, Liên minh Đảng Xanh và Nông dân cùng Khối Tổ quốc và Tự do đã thỏa thuận sẽ bắt đầu đàm phán vào ngày mai để tiếp tục duy trì liên minh. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf vừa công bố thành lập chính đảng mới có tên gọi Liên đoàn Hồi giáo toàn Pakistan, ABML. Đồng thời cho biết, ông chính thức tái tham gia hoạt động chính trị và sẽ quay trở lại Pakistan trong cuộc bầu cử vào năm 2013.